Bí mật của Thánh Teresa Hài Đồng. Bạn đã bao giờ nghe về Thánh Teresa hay Thánh Teresa Hài Đồng và những bí mật về thánh nữ? Bạn có biết tại sao có rất nhiều người chọn Ngài làm Thánh Quan Thầy và là người bạn gần gũi nhất của mình không? Chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu. Câu chuyện của Teresa Martin. Teresa Martin sinh ra trong một thị trấn thuộc Alencon, Pháp vào ngày 2 tháng 1 năm 1873. Chị ấy là con gái út trong gia đình gồm 5 chị em gái. Khi chị ấy còn rất nhỏ, mẹ của chị ấy mắc căn bệnh ung thư. Vào thời đó, họ không có thuốc và sự điều trị tốt như ngày nay. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng căn bệnh của bà Martin vẫn ngày càng nặng thêm. Bà ấy đã mất khi Teresa mới chỉ 4 tuổi. Đó là khi bố của Teresa quyết định tốt hơn nên chuyển nhà đến Lisieux, một thị trấn khác, nơi có nhiều người thân sinh sống. Ở đó có tu viện Carmelo, một tu hội dòng kín, nơi mà các thiếu nữ làm một công việc đặc biệt, đó là cầu nguyện cho toàn thế giới. Khi Teresa được 10 tuổi, một chị gái của chị là Pauline đã xin nhập dòng Carmelo ở Lisieux. Điều đó thật khó khăn cho Teresa vì chị Pauline giống như người mẹ thứ hai của Teresa, chăm sóc và dạy dỗ chị ân cần như mẹ chị đã từng làm. Teresa nhớ chị Pauline đến phát ốm. Suốt cả tuần sau đó chị vẫn chưa khỏi. Các bác sĩ không biết chị ấy đã gặp vấn đề gì. Bố và bốn chị gái của Teresa đã cầu xin Thiên Chúa giúp. Một ngày sau, tượng Đức Mẹ trong phòng ngủ của Teresa bỗng dưng mỉm cười với Teresa và chị thấy hoàn toàn bình phục. Một lần khác, Teresa nghe tin về một người đàn ông đã gây ra 3 vụ giết người và thậm chí còn không biết hối lỗi. Chị ấy quyết định cầu nguyện và làm một việc hy sinh để cầu nguyện cho ông ấy, như từ bỏ một cái gì đó mình thích hay làm một việc nào đó mà mình không thích. Chị ấy cầu xin Chúa thay đổi tâm hồn người đàn ông ấy. Trước khi người đàn ông đó chết, ông ta hỏi về cây thánh giá và hôn lên hình Chúa Giêsu. Teresa cảm thấy rất hạnh phúc. Chị biết rằng ông ta đã tin vào Chúa và đón nhận ơn sám hối. Teresa rất yêu mến Chúa Giêsu. Chị muốn dâng hết cả con người mình cho Chúa. Chị muốn gia nhập dòng Carmelo để có thể dâng hiến đời mình, để làm việc và cầu nguyện cho mọi người, nhất là những người còn chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Nhưng Teresa gặp một trắc trở, chị ấy còn quá trẻ, chị cần phải cầu nguyện và chờ đợi thêm. Cuối cùng thì chị cũng được 15 tuổi, được phép gia nhập vào tu viện.
Chị Teresa đã làm gì trong thời gian ở tu viện? Không có gì đặc biệt cả. Bí mật của chị ấy là yêu mến. Có một lần Teresa nói rằng Thiên Chúa không muốn chúng ta phải làm điều này điều kia cho Ngài, mà Ngài muốn chúng ta yêu Ngài là đủ. Vì thế, Teresa đã ước muốn và thực hành đời sống yêu mến Chúa. Chị tập kiên nhẫn và ân cần với mọi người. Điều đó thật không dễ chút nào. Trong thời ấy, lúc các chị đang giặt quần áo bằng tay, lúc đó máy giặt chưa được phát minh, có một chị luôn làm bắn tóe nước bẩn vào mặt chị Teresa, nhưng Teresa chẳng bao giờ tỏ ra bực bội. Teresa thường hay giúp đỡ một chị lớn tuổi có tính cáu gắt và luôn phàn nàn về mọi thứ, bởi vì chị Teresa không cảm thấy thích việc đó. Teresa muốn đối xử với chị ấy như với chính Chúa Giêsu. Chị biết rằng khi mình yêu những người khác, tức là mình đang yêu chính Chúa Giêsu. Tình yêu khiến Teresa trở nên hạnh phúc. Teresa chỉ sống đời tu 9 năm. Căn bệnh lao đã xảy đến với chị. Nó khiến chị phải chịu rất nhiều đau đớn. Không có sự điều trị đối với căn bệnh ấy. Các bác sĩ cũng không thể giúp được nhiều cho chị. Teresa qua đời khi mới chỉ 24 tuổi. Nhưng trước hết, chị đã hứa sẽ không từ bỏ điều bí mật của mình. Chị hứa sẽ luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người khi về quê trời. Trước khi mất, Teresa đã nói, tôi sẽ gửi mưa ơn lành từ trời xuống mặt đất. Và chị ấy đã làm được điều đó. Tất cả mọi người trên thế giới, những người đã nhờ Thánh Teresa Lisieux cầu xin đến Thiên Chúa, đều nhận được sự đáp trả qua lời cầu nguyện của họ. Bí mật của Thánh Teresa hài đồng. Teresa đã khám phá ra con đường nhỏ để đến với Thiên Chúa. Teresa muốn nên thánh. Ngài biết Thiên Chúa rất muốn giúp đỡ mình và đặt hết mọi tin tưởng nơi Thiên Chúa và yêu Chúa hết cả tấm lòng. Sau đó Ngài quan tâm đối xử tốt với mọi người xung quanh, từ những việc đơn giản nhất. Con đường nhỏ của Teresa là làm mọi việc bạn có thể làm cho người khác vì yêu mến Chúa. Đó chắc chắn là cách để bạn có thể nên thánh.